Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thay đổi giao diện thôi các bạn, thay đổi giao diện cái web theme của mình. Các admin các bạn, thay đổi giao diện admin ha. Thì cái giao diện admin của mình khi mà mình vào login các bạn, ví dụ như mình sẽ thay đổi như thế này nè các bạn. Login ha. Rồi sau đó là mình sẽ login vào nè. Đó. Thì mình sẽ được là danh mục nè, thêm danh mục, liệt kê danh mục. Thì những cái này nữa các bạn, mình sẽ sau này mình sẽ show ra là bao nhiêu phim, bao nhiêu danh mục, rồi bao nhiêu nói chung là thống kê các bạn ha. Rồi thể loại nè, thêm thể loại nè, liệt kê thể loại các bạn. Ha, thêm quốc gia nè, thêm quốc gia các bạn. Và mình sẽ là liệt kê quốc gia ha. Tiếp tục là thêm phim nữa các bạn. Thì các bạn có thể là thêm phim hoặc là liệt kê phim các bạn. Đó, bạn có thể là liệt kê phim ở đây và mình tìm kiếm phim một cách bình thường nha các bạn. Ví dụ như si hút nè. À, là chữ A nè. Đó. Ví dụ vậy. À, xác sống rồi. À, đó. Thì mình sẽ liệt kê phim, sau đó là mình sửa hoặc xóa phim thôi. À, sau khi bạn download về, đây là cái web phim của mình nè, và các bạn download về admin template nè. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn dưới phần comment hoặc là dưới phần mô tả của cái video của các bạn ha. Ở đây thì các bạn mở cho mình cái index. Ở đây khi mà các bạn download về xong thì các bạn giải nén ra ha. Ở đây mình cần là CSS là font.js và image. Thì các bạn không cần image cũng được, nhưng mà thôi mình copy hết những cái CSS cũng như là JS của nó ha. Sau đó các bạn qua bên cái admin nè. Ở đây là public, mình bỏ public ha. Ở đây là ở ngoài đây là CSS JS cộng như hình ảnh là font gì đó. Thư mục upload nè thì nó thuộc của thằng thằng front end các bạn. Bây giờ để backend đó, các bạn tạo cho mình một cái folder mới ha, folder mới thì ở đây á, đây cái backend này, thì cái backend này các bạn bắt ra, các bạn sau khi bạn tạo ra xong các bạn bắt ra ha, thì mình sẽ được những thư mục như thế này. Backend đây ha, đó thì mục đích của mình là phân ra back end với front end á, là khi các bạn cái thường á là back end các bạn sẽ không thay đổi gì nhiều. Ví dụ như sau này các bạn code nhiều modem á, web này, web nọ, web kia ha, web ABC gì đó, thì các bạn cái phần back end thì các bạn không thay đổi nhiều. Đó cho nên chỉ có thay đổi nhiều cái phần front end thôi ha, chỉ thay đổi như, ví dụ như các bạn thay đổi giao diện của front end thì các bạn sẽ thay đổi những cái CSS, JS cũng như hình ảnh cũng như font. Còn cái back end thì mình giao diện sao mình để vậy các bạn ha. Rồi, thì bây giờ các bạn mở lên cho mình cái phần app nè. Cái layout của cái thằng admin ha, cái layout của thằng admin là cái phần là à trước tiên mình mở index đi, mình mở index lại, các bạn copy hết cho mình. Copy hết các bạn bát ra đi ha, các bạn bát ra luôn. Thì khi các bạn bát ra, bây giờ mình quay lại cái phần admin đất phim mình refresh. Thì mặc định nó sẽ chạy cái index này các bạn ha, cái index mình mở lại cái home nha các bạn. Rồi đó, bây giờ nó đã nhận cái index rồi nè ha. Thì bây giờ các bạn sẽ việc là gì, ở đây nó mới nhận HTML thôi, chưa có nhận CSS cũng như JS ha. Các bạn sẽ đổi lại cho mình là cái title, thì các bạn đổi lại cho mình là short film đi, short film ví dụ vậy. Cái này các bạn đổi tên gì cũng được ha. Rồi ok, ở đây thì mình làm phim luôn. Rồi sau đó là các bạn tìm cho mình là cái CSS nè. À, rồi thì sau khi các bạn copy xong rồi á, các bạn ở đây các bạn play cho mình ha, play cho mình là set access, sau đó vào cái thư mục backend đúng không các bạn, và mình sẽ có là bootstrap nè. Thì sau khi bạn thay đổi một cái thì các bạn thử refresh lại coi nó chạy chưa các bạn. Refresh à, quên mất. Rồi, nó chạy nè các bạn ha, bootstrap là nó đang chạy rồi nè. Thì bây giờ các bạn chỉ việc là chỗ đường dẫn tới cái mà mình copy thôi, cái đèn CSS ha.
Rồi, ở đâu mà có CSS với JS á, các bạn thay hết cho mình ha. Các bạn trong VS Code á, các bạn nhấn cho mình là italic để mình được chọn nhiều ha các bạn. Nó khác với thằng sublint test là mình nhấn control các bạn ha. Rồi, các bạn tìm cho mình coi. Rồi, ok, bây giờ tới CSS ha. Các bạn cứ tìm cho mình cái CSS nào còn thiếu thì bạn chỉ việc là thay cho mình. Thì mặc định nó sẽ có nhiều cái những cái CSS với JS thừa hả các bạn, tại vì nó có nhiều chức năng mà. Chức năng ha, thì sau này mà mình làm xong rồi á, mình sẽ bỏ đi những cái thừa đó các bạn. Rồi ok, sau khi mà xong rồi các bạn thì bây giờ mình sẽ ra lại refresh lại ha. Không xác định được là back end trên dòng 1351. Back end CSS nè. JS nè. Ngàn cả 1000 bao nhiêu ta? 1000 là set à quên thiếu bạn rồi đó, thì khi các bạn thay đổi nó sẽ chạy được như thế này. Thì những cái hình ảnh đó các bạn, tại những cái hình ảnh mình chưa show ra được ha, ở đây cái JS mình chưa chạy nè các bạn, cái JS mình chưa chạy nè. Nếu mà cái JS mình chạy rồi thì cái này nó phải show ra ha. Thì thiếu các bạn ơi, thiếu để mình xem coi nó thiếu chỗ nào ha. Chat thì nó chạy nè. Đây, thiếu phần JS các bạn. Đây, Bootstrap này. Các bạn thêm lại hết cho mình ha. Cuộc tình mình sẽ ngàn em xem như lời đôi phương tất cả đã chẳng lấy em tình này vội sáng cha đó, thì bây giờ nó show ra nè các bạn, là nó chạy nè các bạn, chạy ha. Rồi ok, thì bây giờ á sau khi mà chạy rồi thì bây giờ mình sẽ cắt ra ha, mình cắt ra cái phần header đầu tiên các bạn để im cho mình ha. Cái body nè, nó sẽ có phần main content. Main content nè các bạn, main content ha, main content. Rồi nó sẽ có phần assign. Assign có nghĩa là cái bên đây nè các bạn. Bây giờ mình thử ẩn cái assign đi ha, coi nó sẽ ra như thế nào. Rồi ok nè, nó ẩn nè các bạn. Đây là cái phần main nè, cái phần chính của nó nè. Ok ha. Thì cái phần assign này á, bây giờ các bạn đổi lại cho mình ha. Mình sẽ cho một cái thôi các bạn, một cái component này thôi ha. Còn những cái này mình tìm sau ha, tại vì mình có còn cái ruột ruột chính mà đúng không, mình còn ruột chính mình không lo là nó sẽ bị mất các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cái client này đúng không, client này nó sẽ chạy cái client dashboard này là tiêu đề nè, cái này tiêu đề nè. Rồi cái này tiêu đề thì quan chỉnh lại cho mình là rồi ha. Ta thử là home chứ. Rồi ok. Design dashboard. Dashboard mà, cái phần dashboard mà các bạn vẫn đi im cho mình cái phần dashboard này nha. Còn những cái như là lời nè, đúng không? Các bạn lấy một cái lời ở trên này thôi. New element chart, chart rồi ok. Đây là những cái lời ha. List. Các bạn đóng lại cho mình. Các bạn xóa đi, mình chỉ để lại một cái thôi các bạn. Tất cả đã mênh mang lấy ân tình này bộ sáng trang. Rồi ok, như thế này bây giờ mình sẽ được cái đây. Ok, mình được một cái dashboard thôi các bạn, mình được cái dashboard ha. Nhưng mà bây giờ mình muốn là thêm một cái lời nữa đi, nãy mình bỏ bớt một cái lời thì mình mở lại cái trang đét ha các bạn.
Em cứ bước đi đi xem tình yêu này còn có gì. Mình ít đây cấp bị cái phần lợi này mình mát qua lại bên áp này ha, rồi thì mình sẽ được như thế này nè các bạn. Rồi mình sẽ được như thế này ha, thì ở đây mà các bạn bỏ cho mình cái last update đi, last update đi ha, để nó đóng cho mình lại được như thế này rồi. Ok thì ở đây nè, bây giờ cái phần main ha, cái phần main trước đi, mình xử lý cái phần main đi, mình có sai ba rồi ha, thì sau này mình thêm danh mục hay thêm gì đó thì mình chỉ việc là copy cái lời này ra thôi, thì cái đó để làm sau ha. Bây giờ tới cái phần chính nữa các bạn, cái phần support cái này các bạn vẫn đi im cho mình ha, trên đây các bạn vẫn đi im cho mình, chỉ có ở dưới này thôi các bạn để cho mình là để cho mình một cái bóc như thế này thôi, hoặc là các bạn để cho mình cái phần ba cột như thế này ha, ba cột đây, đây là ba cột nữa các bạn, và tiếp tục là quickly sell nè, bạn để cho mình là cái này là bảy cột đúng không, bảy cột. Bây giờ cái bảy cột này các bạn bỏ đi cho mình, bỏ đi rồi mình phép thử rồi. Các bạn bỏ từ từ đi cho mình nha. Chat chat mình bỏ cái chat này đi, rồi bỏ cái phần dưới đi ha, rồi mình sẽ được như carousel slider. Tiếp tục mình sẽ bỏ cái phần dưới này luôn, phần dưới này nó nằm ở đâu ta, to do list đây nè các bạn, đi chat này các bạn bỏ đi cho mình nha, rồi bỏ cái này luôn. Các bạn nhớ là các bạn đóng lại ha, đóng lại rồi các bạn chỉnh cho nó chuẩn cái deep nha, các bạn mà bỏ sai một cái deep là cái là nó bị bể layout các bạn. Rồi ok mình để lại nha, ví dụ như mình để lại cái này mai mốt mình thống kê là bao nhiêu danh mục, bao nhiêu thể loại, bao nhiêu quốc gia, phim đã thêm là bao nhiêu, rồi số tập đã thêm là bao nhiêu, ví dụ vậy, cho nên mình phải bỏ lại cái này. Ok ha, rồi bây giờ mình sẽ sử dụng là if part. Cái này các bạn soạn cho mình là 12 cột đi ha. Rồi, ở đây thì content, ví dụ như mình đánh thử cái content coi nó sẽ hiển thị như thế nào ha. Đây, nó sẽ hiển thị như thế này. Ok ha, mục đích của mình là hiển thị content ở dưới này.